trong số 4 nhóm mặt hàng đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thì sắc xanh phủ kín 3 nhóm năng lượng, kim loại và nguyên liệu công nghiệp, với mức tăng đủ lớn để bù đắp lại sự sụt giảm của nhóm hàng nông sản, qua đó giúp chỉ số MXV Index đóng cửa tuần với mức tăng 0,8% lên mức 2.241 điểm. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết từ biên tập viên Hoàng Nam. Xin mời Hoàng Nam. Vâng, thưa chị Ngọc Trinh, thưa quý vị khán giả, trong cả tháng 6, mặt hàng dẫn dắt thị trường hàng hóa thế giới vẫn là dầu thô. Giá dầu đang có chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp và mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018 tới nay. Cụ thể, giá dầu thô WTI trên sở NYMEX tăng gần 4% lên mức 74,05 USD một thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent trên sở ICE tăng 3,6% lên mức 76,18 USD cho một thùng. Các kỳ vọng và tiến độ tiêm chủng vaccine sẽ giúp nhu cầu sử dụng dầu thô tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm 2021 và vượt qua nguồn cung vẫn đang thúc đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong tuần này, nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh gọi tắt là OPEC cộng sẽ có cuộc họp rất quan trọng vào ngày 1 tháng 7 để quyết định việc có nới lỏng chính sách sản lượng trong tháng 8 hay không. Bên cạnh dầu thô, cà phê và đường thô cũng là các mặt hàng có được mức tăng lớn trong tuần qua. Giá cà phê Arabica đóng cửa tăng 3,8% lên 3.478 USD trong một tấn, cà phê Robusta tăng 3,9% và giá đường thô cũng tăng 3,9%. Giá cà phê được hỗ trợ mạnh vào phiên cuối tuần trước khi hãng tư vấn Safras and Mercado báo cáo rằng thu hoạch cà phê niên vụ 2021-2022 của Brazil hiện mới chỉ đạt 40% diện tích dự kiến và thấp hơn mức 41% cùng kỳ năm ngoái và 44% trung bình 5 năm qua. Ngoài ra, thời tiết khô hạn có thể sẽ còn ảnh hưởng nhiều tới năng suất và sản lượng cà phê Brazil trong năm nay, vẫn được duy trì dự báo ở mức thấp nhất trong 4 năm qua. Thời tiết xấu tại Brazil không chỉ ảnh hưởng tới cà phê mà còn làm thiếu hụt nguồn cung đường thế giới. Và để biết thêm các thông tin về thị trường nguyên liệu công nghiệp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Hồng Hà, là chuyên gia phân tích thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Hữu Nghị, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Cũng như nông sản, ngành nguyên liệu công nghiệp nói chung đang phải chịu áp lực lớn từ diễn biến thời tiết khô hạn, gây ảnh hưởng tới chất lượng gieo trồng và nguồn cung toàn cầu. Điều này đã khiến cho cây cà phê ở Brazil hiện đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng lại bị chậm hơn so với cùng kỳ. Và một phần khác là do cây cà phê cũng đang ở vụ năng suất thấp của chu kỳ 2 năm một lần. Trong khi đó, sức mạnh của giá dầu thời gian gần đây đã hỗ trợ cho giá ethanol và đường, qua đó cân đối lại với nguồn cung đường đang tăng lên từ Ấn Độ. Nếu diễn biến này tiếp tục duy trì và việc tiêm vaccine triển khai rộng rãi hơn, thì giá các mặt hàng trên có thể sẽ được hỗ trợ trong ngắn hạn. Những thông tin cập nhật trên sàn hàng hóa cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tối nay.